Ok, chào các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series Minecraft Hardcore 1.19. Thì trong tập hôm qua thì giữa hai tập á, mình có làm thêm một cái lồng cho bé vẹt, cũng như là bắt thêm được một bé nữa. Đây cho mọi người xem. Đấy, bé vẹt xanh, ở đây là bé vẹt trắng. Đấy. Mình cũng đổi cái đường đất là thành cái đường bằng đá display. Cũng như là mình đi tìm được cái cây gỗ thông này, cây gỗ spruce này, gỗ vân sa. Rồi mình cũng có terraform lại khu này một chút, rồi dọn hết mấy cái đường cây đi. Mình dùng bật lửa để mình đốt bớt đấy, sẽ có một mảnh đất rộng rãi để mình nữa chúng ta sẽ xây dựng một vài cái công trình ở đây. Này, nguyên khu này mình dọn hết luôn rồi. Đấy, dọn nguyên cái rừng ở đây luôn. Thì trong tập này á, chúng ta sẽ đi đào kim cương. Giữa hai tập mình cũng có đi đào nữa, nhưng mà chả hiểu tại sao kim cương nó hiếm lắm mọi người. Mình đào rất là lâu luôn mà chả thấy cục kim cương nào cả. Ok, giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới khu mài để chúng ta đào kim cương. Da lắc quá. Ok, mình sẽ đi xuống khu mài để đào kim cương. Thì mình đào một cái đường thẳng ở tầng kiểu như là tầng sâu nhất luôn á, tại vì mình có lên wiki thì mình coi quặng nó nằm ở đâu á. Thì nó nói là từ 1.18 trở đi thì mình càng đi xuống sâu thì càng dễ tìm thấy kim cương. Nhưng mà mình đào rất là xa mà chả thấy cục kim cương nào. À, mọi người nhìn nè. Đấy mọi người thấy không? Đào cực kỳ xa luôn. Ở đây mới là tầng âm 55 nha. Còn một hồi tới cái đoạn mình đi xuống âm gần âm 60, âm 59 hay gì á, để mình tìm kim cương mà chẳng thấy đâu. Này chúng ta sẽ đi thẳng tới. Đây chúng ta đi xuống nè, âm 59 nha. Mình đào một đoạn cực kỳ dài, mình để nó lót vơi. Đấy, sát tầng bé đốc luôn. Nó lâu vậy. Có thế giới đi em. Đấy, đoạn dài vãi chưởng nhưng mà chả thấy kim cương nào cả. Không biết là thế giới mình nó có bị lỗi không, hay là 1.19 khó tìm kim cương nữa, nhưng mà khó tìm vãi chưởng. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đào thẳng tới cho tới khi nào tìm được kim cương thì thôi nha. Mình cũng có đào sang hai bên kiểu đào trước mai đó, nhưng mà chả thấy cục kim cương nào cả. Ok, chúng ta tiếp tục đào thôi. My God các bạn ơi, mình đào một đoạn cũng khá là xa nữa, mình làm hỏng hết một cây cúp nữa thì mình mới tìm được kim cương nữa. Mà hy vọng là sẽ có nhiều chứ mình nghi nó chỉ có một viên thôi, một viên thì không làm ăn được gì hết. Thì hồi kim cương bây giờ hai viên. Ô mà có hai viên á, hai viên thì mình chỉ làm được các bạn chan thôi. Oh no, giờ mình nghĩ mình cần phải đào thêm nữa. Đào xa hơn nó để tìm kim cương. Thank you.
đây mình thấy bên đây có cái hang nè mọi người. Đây 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 đây. Ui. Hy vọng mình sẽ có kim cương trên đây. Dưới đó có một con creeper. Nhưng mà khoan, mình cần phải chế thêm đuốc. Rồi, 55 cây. Chắc là đủ xài. Mình sẽ lắp cái này lại. Lôi creeper. Ok, bé creeper ngắm rồi. Ta sẽ đi ra ngoài này xem có cục kim cương nào không. Mà chúng ta thấy có đá đỏ thôi. Chặn nước lại cái đó. Hang khá là to. Nên mình nghĩ là tỷ lệ xuất hiện kim cương nó cũng có thể sẽ nhiều hơn, sẽ cao hơn chứ không. Đào trước mai cả buổi trời luôn. Mình gãy hai cây cúp sắt rồi mà không thấy cục kim cương nào cả, mà mình hiểu rồi. Cái mắt của mình nó bị lỗi hay sao á. Sao kim cương có thể hiếm đến mức đó được. Quét mấy cái đá đi. Phải cẩn thận nha, trong hang này rất là dễ có nhiều mấy con quái nguy hiểm. Đấy con nhện kìa. Bé nhện ra đi. Những cái bột. Ui. Hello. Trên đây là lên cao rồi. Mình nghĩ nó không có kim cương trên đây đâu. Ok, vậy mình đi xuống mình đào tiếp thôi chứ. Trên đây có vẻ như không có kim cương rồi. Mày già, vấn đề này nan giải quá. Kim cương khó kiếm cực kỳ luôn á. Này thì làm sao để được full set kim cương đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục trip mai. Mọi người sẽ tự hỏi là làm sao mình biết trên đó có cây hang phải không. Có một cái mẹo để nhìn xuyên tường là mình sẽ đào như vậy nè, mình úp mặt sát vô đây luôn, đè lúc đi tới nha. Khi mình đào á, nó sẽ có đôi lúc cái quần nó sẽ bị lắc á, nó sẽ không lót được á, mình sẽ có nó, mình sẽ được cái một khoảng thời gian ngắn gì để nhìn xuyên tường, mình sẽ biết được chỗ nào có hang hay không. Đấy, như vậy đây. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đào tiếp nha. Ok, đào một hồi hết luôn gỗ luôn rồi, mình không đủ gỗ để mình đào tiếp được nữa. Giờ mình sẽ chạy lên nhà của mình để mình lấy thêm gỗ. Nice. Ok ok, mình có gỗ rồi. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái hướng ngược lại chứ mình không có đào hướng đằng kia sao quá. Mỗi lần đi tới luôn tốn thời gian lắm. Mình sẽ đào xuống cái này từng âm 59 tiếp nha. Hoặc có thể mình sẽ đào âm 57 nè. Oh my god, mình thấy kim cương rồi. Bằng cách mình nhìn xuyên tường. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy cái gì xanh xanh chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó đó, nhưng mà mình nghĩ hình như cái này là một cái hồ lava hay gì á. Ui no, nó là cái hồ lava mọi người. Cần phải leo lên từng bậc để mình đi lên cao hơn cái hồ đó. Ok. Mình sẽ đào ngang qua chỗ này. Mình không biết nó tới bao nhiêu block nhưng mà nó ở rìa hồ lava. Để mình thử nhìn xuyên tường lại xem. Đây nó ở đâu đó đây này.
Khoan khoan, để lắp cái lỗ này. Chế đào không cẩn thận lọt lỗ là nguy hiểm. Để mình xuống đây mình xem lại xem cái hồ đó nó ở đâu. Cái kim cương chứ lộn. Ồ, nó ở sâu lắm. Vậy mình cần phải đào ra ngoài rìa hồ lava của mình đào xuống. Đây rồi, kim cương. Mấy cục đây, ấy đừng. Đang có lava ở dưới. Ui, đừng có lava nhiều lắm. Xíu, chút xíu nữa. Ok, mình đã tách được cục kim cương này ra. Khoan, bên đây có lava không? Có kìa. Đào ra, lắp lại đi. Bèn 3 viên. Nhưng mà còn nha, còn nữa. Đấy, viên thứ 2. Ok, 2 viên. Mình còn thiếu 1 viên nữa. Giờ mình sẽ cố gắng để đào thêm 1 viên kim cương nữa nha. Ok, mình đã tìm thấy cục kim cương cuối cùng. Trước tiên mình phải chặn cái lỗ này lại cái đã. Phải chặn cái lỗ lava này mình cũng chế được cái cục kim cương này. Ở đây có lava nè mọi người. Đây có tới 2 cục kim cương nữa. Chứ không phải 1 cục 1. Rất là tuyệt vời luôn. Một chút xíu nữa, phải chịu. Kim cương của chúng ta đây rồi. Nhiều đấy. Mình sẽ để dành ha. Mình sẽ không đào đâu. Mình sẽ để dành lại để chừng nữa mình tìm được quyển gia tài á. Tại kim cương nó đã rất là hiếm rồi. Mình mà đào nữa là ở đây cũng có nữa nè. Nếu mọi người thấy ở đằng xa có không? Mình mà đào nữa thì uổng lắm. Cho nên là mình sẽ đào tới rồi mình để đó để chừng nữa mình lấy gia tài xuống mình đào. Ở đây có lava. Ui ui ui, xíu nữa phải chưa. Ok, chúng ta sẽ xăng cục kim cương nằm ở đằng kia. Công nhận cái mẹo nhìn xuyên tưởng mình có lợi thiệt. Chứ gặp đào kiểu đào mà không biết ở đâu có kim cương á, mà gặp 1.19 này đào phê lắm luôn mọi người. Ok, thẳng thế này là tới luôn. Chỉ cần đào thẳng hướng này là mình sẽ tới luôn cục kim cương rồi nữa. Cẩn thận nha, có lava đấy.
tới rồi. Chỗ này có lava nè. Đây, viên kim cương. Viên kim cương. Nhưng mà khoan, không phải. Hồi nãy mình nhìn thấy nó có khá là nhiều kim cương. Tức là mình thấy một lốc nó xéo ở bên đây nữa này. Đâu để mình thử mình đào xuống mình xem, thử kiểm tra thử. Mình đeo theo xuống nước. Đấy, hai cục. Mình thấy hai cục mà. Phải hai cục không ta? Đào ra thử xem có phải hai cục không. Nếu hai cục thì phèn quá. Phèn ngay chỗ bên kia nữa. Đào mấy cục. Ờ, hai cục. Yeah, có hai cục à. Mà thôi kệ, hai cục thôi cũng được. Không sao. Ok. Giờ tính ra mình đang có 4 cái quặng kim cương có thể đào được. Là chúng ta đi lên thôi. Ok, mình đã lên mặt đất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đào 14 cục hắc diện hạch. Ai, lại phải đào nữa. Ok, 14 cục hắc diện hạch. Nên cũng không có lâu cho lắm nhỉ. Ok, khi đã có 14 hắc diện hạch thì hãy chúng ta sẽ làm một cái bàn enchant và một cái cổng nether. Hết mình cần phải có da là một quyển sách chế tạo đồng. Giấy, chúng ta cần giấy đây. Sugar cane. Quyển sách viên chan. Bùm, chúng ta có bằng viên chan. Mình đặt nó ở đâu đây, đặt tạm nó ở đây đi. Đấy, chúng ta có bằng viên chan này. Mình có thấy viên chan và cấp độ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cày da để mình làm lên cái bàn enchant level 30, max level. Giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài để chúng ta xây cổng nether nha. Để mình nghĩ xem cổng nether mình sẽ xây ở đâu. Mình nghĩ ở đây là hợp nhất luôn ấy. Hoặc là ra ngoài này xây. Mình nghĩ mình xây ở đâu đây ta? Mình phải tìm chỗ để xây nữa. Ở bên đây đi, xây thí ở đây đi. Mình sẽ đặt hướng như vậy hả? Hay là hướng vô trong nhà mình? Hướng qua gì đi? Bụp. Bụp. Một cục. Hai cục. Ba cục. Ok, xong có cổng này đời, bật lên. Bùm. Mà mình chưa vô vội đâu, có thể tập sau chúng ta sẽ vào này đời chơi thử. Giờ mình sẽ đi ngủ. Ngủ thôi. Ok, mình xin kết thúc tập này, chắc là tập 4 của Minecraft Hardcore này tại đây nha. Trong tập này là mình đã dành rất là nhiều thời gian đi đào kim cương, chỉ đi đào đúng 5 cục kim cương. Phải nói là cái phiên bản 1.19 này kim cương hiếm cực kỳ luôn. Mình đào cứ gọi là mòn đâu 8 cây cấp sắt, chỉ đi đào được 5 viên kim cương là mọi người thấy kinh khủng cỡ nào đó. Ok, thì các bạn nếu thấy series này thú vị thì hãy để lại một like, share, subscribe để mình có nhiều động lực ra video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.